Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban kinh tế xã hội quý 3 năm 2014. Đồng Phong Nha là điểm du lịch được xếp hàng số 1 trong các tour du lịch tại Quảng Bình. Quảng Ninh phát triển mô hình trang trại chăn nuôi trên cát. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 25 tháng 9, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban kinh tế xã hội quý 3 năm 2014. Từ hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Vụ hè thu 2014, thời tiết ở Quảng Bình tương đối thuận lợi nên năng suất cây trồng trên địa bàn tăng so với cùng kỳ 2013. Diện tích sản xuất nông nghiệp đạt trên 31.150 ha, sản lượng lương thực đạt gần 99.100 tấn. Chăn nuôi quý 3 năm 2014 phát triển ổn định. Tổng đàn gia súc của tỉnh đạt gần 480.700 con. Đàn gia cầm đạt gần 2.650.000 con. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới được 241 ha diện tích rừng. Sản lượng thủy sản từ đầu năm đến nay đạt gần 50.300 tấn. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Quý 3, giá trị sản xuất công nghiệp dự ước đạt 2.038 tỷ đồng. Công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa quý 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 3.580 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 43 triệu đô la Mỹ và nhập khẩu đạt trên 47 triệu đô la Mỹ. Hoạt động dịch vụ du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Quý 3 có 767.000 lượt khách du lịch đến Quảng Bình. Thu ngân sách trên địa bàn chín tháng dự ước đạt trên 1.649 tỷ đồng, tăng trên 26% so với cùng kỳ. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, toàn tỉnh có 613 trường và cơ sở giáo dục bước vào năm học mới 2014-2015. Các hoạt động văn hóa chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước thực hiện tốt, chương trình giảm quỹ việc làm, xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tích cực, thu nhập và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện ngày càng tốt hơn. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang đã lưu ý về một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới. Trong đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2014. Trong đó, tập trung chỉ đạo hoàn thành thu hoạch vụ hè thu để tránh lụt bão, thực hiện tốt chính sách khuyến khích hỗ trợ ngư dân đẩy mạnh hoạt động khai thác thủy sản vụ năm 2014, vụ Bắc 2014-2015, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi, đê kè, kênh mương, chống sạt lở bờ sông, ven biển, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao trong điều kiện khó khăn hiện nay, tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đồng xây dựng cơ bản, quản lý thực hiện tốt và có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 của tỉnh, đẩy mạnh thực hiện các dự án phát triển quỹ đất ở tỉnh, huyện, thành phố, tạo nguồn lực từ đất để đầu tư hạ tầng, thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, dạy nghề, các chính sách an sinh xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Sáng nay ngày 25 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với các ngành đơn vị địa phương có liên quan về tình hình thực hiện các nội dung liên kết với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Theo quy hoạch về phát triển cao su tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành quy hoạch mở rộng diện tích cây cao su trên các đối tượng đất lâm nghiệp có điều kiện phù hợp. Trong đó, xem xét chuyển đổi những diện tích rừng tự nhiên sản xuất nghèo kiệt, rừng trồng sản xuất kém hiệu quả sang trồng cao su, nhằm hình thành các vùng sản xuất cao su tập trung gắn với việc xây dựng cơ sở chế biến có quy mô phù hợp. Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh về liên kết trồng cao su với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình đã khảo sát thực địa và xây dựng báo cáo kết quả điều tra khảo sát xác định quỹ đất trồng cao su với tổng diện tích quy hoạch trên 4.800 ha. Trong đó, diện tích đã phê duyệt quy hoạch là gần 800 ha, diện tích đề nghị bổ sung quy hoạch là trên 4.000 ha tại 7 xã gồm xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, xã Hồng Hóa, Trung Hóa, huyện Minh Hóa, xã Xuân Trạch, Hưng Trạch, Sơn Trạch, huyện Bố Trạch và xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy hoạch, số đất trồng cao su tại các xã nổi trên còn tồn tại nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù mở rộng quỹ đất. Tại buổi làm việc, các ngành đơn vị địa phương đã tiến hành thảo luận nhằm đưa ra những giải pháp cụ thể để tháo gỡ những vướng mắc khó khăn đang gặp phải trong việc quy hoạch số đất trồng cao su nói trên.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tuân khẳng định sự liên kết có hiệu quả giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trong việc phát triển cây cao su, đồng thời yêu cầu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cần tập trung chỉ đạo các ngành, đơn vị địa phương có liên quan để thực hiện trồng 50 ha cao su đảm bảo đủ kỹ thuật, thời vụ và chất lượng giống trong năm 2014 và phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lên kế hoạch trồng cao su đến năm 2015. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa, Công ty Cổ phần Cao su Quảng Bình để hướng dẫn triển khai thủ tục có liên quan theo quy định để quy hoạch quỹ đất đủ thời hạn. Huyện Minh Hóa cần phối hợp với các ngành có liên quan để tiến hành thu hồi đất trên cơ sở chủ trương hỗ trợ hợp lý, thỏa đáng cho người dân. Chiều nay ngày 25 tháng 9, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo và gặp mặt báo chí quý 3 năm 2014. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự. Trong quý 3 năm 2014, các cơ quan báo chí địa phương và cơ quan đại diện phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh đã thông tin phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật quan trọng của tỉnh, của các địa phương và các đơn vị trong địa bàn. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và thông tin mọi mặt về đời sống xã hội, góp phần giới thiệu hình ảnh của tỉnh đến với cả nước và quốc tế. Các phóng viên đã bám sát cơ sở, tuyên truyền sâu sắc các chủ đề tiêu biểu như việc triển khai hiến pháp năm 2013 về xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng về biển đảo quê hương, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống tội phạm, v.v. Nhiều bài viết đã mang tính phát hiện, dự báo, cảnh báo khách quan, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và để các cấp, các ngành tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời, cổ vũ công cuộc đổi mới, phát hiện, nêu gương các nhân tố điển hình, gương người tốt, việc tốt, đấu tranh phòng chống quan liêu, lãng phí. Tại buổi họp báo, các đại biểu đã được thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong quý 3 và phương hướng nhiệm vụ của quý 4 năm 2014. Về công tác quản lý nhà nước đối với cơ quan đại diện, phóng viên thường trú, các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và công tác phòng chống lụt bão năm 2014. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đã đánh giá cao công tác thông tin tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong hoạt động thông tin tuyên truyền thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tin bài, tập trung tuyên truyền các hoạt động hướng về kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh đấu tranh phê phán các vấn đề tiêu cực của xã hội, đồng thời tăng cường quảng bá du lịch Quảng Bình đến với du khách trong và ngoài nước. Chiều hôm qua 24 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiên, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình về công tác phòng chống các loại tội phạm trên hai tuyến biên giới. Năm 2014, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã trực tiếp phối hợp bắt giữ 451 vụ với 755 đối tượng, tăng 140 vụ, 306 đối tượng so với năm 2013. Tăng vật thu giữ gồm 787 viên ma túy tổng hợp, trên 2.000 gram heroin, 900 gram cần sa khô, 146,6 kg thuốc nổ, 400 kg pháo các loại, gần 20.000 mét khối gỗ quý các loại và nhiều vật dụng có giá trị khác. Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiên, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, đồng thời yêu cầu Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tiếp tục mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm vi phạm về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Đấu tranh triệt phá các đường dây ổ nhóm hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên các địa bàn trọng điểm. Tiếp tục tuần tra kiểm soát chặt chẽ vùng biên giới, biển đảo để tiến hành phân loại xử lý các loại tội phạm gắn với công tác phòng chống tham nhũng hiệu quả. Giảm tất cả các loại tội phạm trên các tuyến biên giới. Sáng nay ngày 25 tháng 9, Hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ nhất giai đoạn 2009-2014. Trong thời gian qua, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đã trở thành động lực thúc đẩy hội viên cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn ở cơ quan đơn vị. Đến nay, hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh có gần 580 hội viên, trong đó có 80% hội viên là đảng viên. Nhiều hội viên đang giữ các chức vụ chủ chốt ở các sở ban ngành cấp tỉnh. Đây là lực lượng cán bộ đảng viên hết sức quan trọng, đóng góp cho sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền ở cơ sở. Phong trào thi đua đã góp phần động viên cán bộ hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hội đã thường xuyên chăm lo, củng cố, kiện toàn và không ngừng nâng cao chất lượng công tác tổ chức. Đến nay, Hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh có 32 tổ chức hội cơ sở. Hàng năm, 100% tổ chức hội đã danh hiệu trong sạch vững mạnh. Các tổ chức hội đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phát huy vai trò gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ cũng đã được các tổ chức hội cơ sở thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả. Với những kết quả đạt được tại hội nghị, hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu trong 5 năm giai đoạn 2009-2014 đã được nhận bằng khen của Hội cựu chiến binh tỉnh trao tặng. Nhiều tập thể và cá nhân khác cũng đã được nhận giấy khen của Hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu trong 5 năm giai đoạn 2009-2014. Sáng ngày 25 tháng 9, Hội cựu chiến binh khối chuyên nghiệp đã tổ chức đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2009-2014. Điểm nổi bật qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu của Hội cựu chiến binh khối chuyên nghiệp đó là từ phong trào đã thúc đẩy hội viên phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ trong việc thực hiện thẳng lời các nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền cũng như nhiệm vụ chuyên môn. Công tác xây dựng tổ chức hội được quan tâm phát triển. Đến nay, Hội cựu chiến binh khối có 20 hội cơ sở với 79 chi hội, tổng số trên 620 hội viên. Những phong trào thi đua sôi nổi có ý nghĩa thiết thực đã được các cấp hội cựu chiến binh trong khối triển khai như thành lập quỹ vay vốn giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia tích cực cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ thiên tai, bão lũ vân vân. Nhờ đó, các chỉ tiêu thi đua đề ra được hội hoàn thành đạt và vượt kế hoạch, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của khối doanh nghiệp. Đại hội đã bầu ra 8 đại biểu tham dự đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Quảng Bình sắp tới. Dịp này, hai tập thể đã được tặng bằng khen của Hội cựu chiến binh tỉnh vì có thành tích trong thực hiện phong trào cựu chiến binh gương mẫu. Nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong 5 năm thực hiện phong trào cựu chiến binh gương mẫu cũng được nhận giấy khen của Hội cựu chiến binh khối doanh nghiệp Quảng Bình. Sáng nay ngày 25 tháng 9, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức hội nghị công chức viên chức và lao động năm học 2014-2015. Trong năm học 2013-2014 vừa qua, Trường Đại học Quảng Bình đã bám sát cả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thành các nhiệm vụ năm học. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng cao, công tác quản lý giáo dục sinh viên có nhiều chuyển biến tích cực. Tài chính nhà trường luôn được đảm bảo, kịp thời, công khai và minh bạch. Chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và sinh viên được đảm bảo. Nhiều hoạt động được tổ chức thực hiện với kết quả, có tính đột phá, được góp phần đẩy mạnh và đổi mới công tác quản lý, nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo, nghiên cứu, phục vụ, tiếp tục tạo tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới 2014-2015. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm học 2014-2015, nhà trường sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức hành chính, công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác sinh viên, công tác cơ sở vật chất, thiết bị và thanh tra pháp chế, v.v. Sáng nay ngày 25 tháng 9, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký quản lý hộ tịch cho 70 học viên thuộc 31 xã của các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh và thị xã Ba Đồn. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 9, các học viên sẽ được giới thiệu về chức năng, cách sử dụng chương trình và dành phần lớn thời gian để trực tiếp thực hành trên máy vi tính, cách đăng nhập và sử dụng chương trình bao gồm nộp tờ khai trực tuyến, đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, tình trạng hôn nhân, nhận con nuôi, đăng ký giám hộ, khai thác thông tin, phần quản trị người dùng và quản trị đơn vị. Kết thúc lớp tập huấn, học viên sẽ được nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm có hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, khai thác thông tin và bảo mật kho dữ liệu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, thanh niên Việt Nam luôn là lớp người đi đầu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới ngọn cờ của Đảng, cả thế hệ thanh niên Việt Nam đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Hơn nửa thế kỷ xây dựng, rèn luyện và phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và cả tổ chức thanh niên Việt Nam.
đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, sôi nổi của các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn để thanh niên Quảng Bình thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới và hành động, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 chính thức được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Đồng Hới. Chương trình thời sự tối nay xin được chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Đồng Phong Nha là điểm du lịch được xếp hạng số 1 trong các tour du lịch tại Quảng Bình. Quảng Ninh phát triển mô hình trang trại chăn nuôi trên cát. Thưa quý vị và các bạn, trang web chuyên về du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor vừa bình chọn Đồng Phong Nha là điểm du lịch được xếp hạng số 1 trong 8 điểm tour du lịch tại Quảng Bình. Các điểm du lịch xếp tiếp theo sau Đồng Phong Nha là Đồng Thiên Đường, Hang Sơn Đòn, Phong Nha Discovery Day Tour, Hang Tủ Lan. TripAdvisor xếp hạng các điểm tour du lịch căn cứ vào nhận xét của du khách sau khi tham quan các tuyến điểm du lịch. Đây là lần thứ 2 kể từ năm 2013, Đồng Phong Nha được TripAdvisor công nhận là điểm du lịch xuất sắc nhất. TripAdvisor là website du lịch lớn nhất thế giới, trao cho các điểm du lịch được khách du lịch trên toàn thế giới liên tục đánh giá cao trong thời gian dài trên trang mạng TripAdvisor. Đường lên chứng nhận bình chọn Đồng Phong Nha xếp hạng số 1 dựa trên ý kiến đánh giá và bình chọn của hàng triệu lượt khách du lịch. Tiêu chuẩn để được TripAdvisor cấp giấy chứng nhận hàng xuất sắc là các điểm du lịch được đánh giá từ mức 4 trở lên, mức tối đa là 5, từ ý kiến của khách du lịch liên tục trong suốt 12 tháng. Được thành lập từ năm 2000 bởi doanh nhân Stephen Kaufer, người Mỹ, hiện TripAdvisor đang điều hành 9 website truyền thông du lịch hoạt động tại 30 quốc gia trên toàn thế giới. Với 60 triệu lượt truy cập và trên 75 triệu lượt phản hồi mỗi tháng, TripAdvisor tạo ra cơ hội phát triển du lịch lớn cho bất kỳ địa chỉ nào được cấp chứng chỉ. Đồng thời, với lượng thông tin khổng lồ về ngành du lịch, TripAdvisor trở thành cuốn cẩm nang du lịch online yêu thích nhất của du khách ở khắp nơi trên toàn thế giới. Để giúp ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Bình đã đặc biệt chú trọng đến việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân tham gia khai thác hải sản ở vùng biển xa. Thực hiện quyết định số 48 của Chính phủ, mới đây, tỉnh Quảng Bình đã tiếp tục hỗ trợ trên 28 tỷ đồng để ngư dân tham gia khai thác hải sản tại các vùng biển xa. Nguồn kinh phí này được phân bổ về cho các địa phương cụ thể như sau: thành phố Đồng Hới 6,3 tỷ đồng, huyện Bố Trạch trên 11 tỷ đồng, huyện Quảng Trạch gần 4 tỷ đồng, thị xã Ba Đồn 7 tỷ đồng và huyện Quảng Ninh 55 triệu đồng. Thông qua sự hỗ trợ của tỉnh, ngư dân các địa phương đã mua nhiên liệu, máy thông tin liên lạc, bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên để yên tâm trong những chuyến ra khơi khai thác thủy hải sản, góp phần làm nâng cao thu nhập cho bản thân và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Từ đầu năm đến nay, huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng và các địa phương triển khai kế hoạch trồng rừng kinh tế năm 2014. Theo kế hoạch năm 2014, toàn huyện Lệ Thủy trồng 1.000 hectare rừng kinh tế, chủ yếu là rừng keo, tràm, cao su. 9 tháng đầu năm nay, cả địa phương trong huyện đã trồng được 757 hectare rừng. Diện tích rừng tập trung chủ yếu ở các xã Thái Thủy, Trường Thủy, Văn Thủy, Mai Thủy và Phú Thủy. Hạt kiểm lâm Lệ Thủy đã phối hợp với các xã có rừng, cả chủ rừng, hướng dẫn các hộ trồng rừng trong công tác phạt thực bi, làm đất và trồng cây đúng kỹ thuật. Đi đối với công tác trồng rừng, cả cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật trong bảo vệ rừng. Tiết kiệm là một trong những phong trào được các cấp hội phụ nữ huyện Lệ Thủy thực hiện có hiệu quả trong những năm qua. Với nhiều hình thức phong phú như nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, mà đã có hàng ngàn phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân ở huyện Lệ Thủy có cơ hội vay vốn để sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đến nay, phụ nữ huyện Lệ Thủy đã triển khai được 6 loại hình tiết kiệm, thu hút trên 85% hội viên tham gia. Trong đó, nhóm tổ tiết kiệm theo gương Bác đã tiết kiệm được trên 7,8 tỷ đồng. Mô hình tiết kiệm vốn vay thôn bản tiết kiệm được gần 800 triệu đồng. Hoạt động của tổ nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm ngày càng phát huy được hiệu quả. Thông qua cả phong trào,
các cấp hội huyện Lệ Thủy đã tích cực vận động hội viên tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày để chung tay góp sức giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân. Đến nay đã có trên 2.800 lượt hội viên phụ nữ gặp khó khăn trên địa bàn huyện được vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế. Tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình tiết kiệm, hội phụ nữ huyện Lệ Thủy phấn đấu đến hết năm nay tỷ lệ phụ nữ thoát nghèo sẽ đạt trên 5% tổng số hộ nghèo của toàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã xuất hiện nhiều mô hình trang trại chăn nuôi trên cát mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình trang trại của anh Đỗ Văn Tùng tại xã biển Hải Ninh, huyện Quảng Ninh là một ví dụ điển hình. Xây dựng mô hình trang trại từ năm 2007 trên 3 hecta đất cát, anh Đỗ Văn Tùng đã mở rộng và phát triển quy mô trang trại qua từng năm. Nhờ áp dụng tốt khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, đến nay trang trại của anh Tùng đã có trên 50 con kỳ đà, 250 con lợn, 1.000 con bồ câu, trên 5.000 con gà, hai vằn cả các loại. Năm 2013, tổng thu nhập từ mô hình trang trại mang lại cho gia đình anh Tùng trên 2 tỷ đồng, trong đó trừ các khoản chi phí, thu lãi trên 300 triệu đồng. Chăn nuôi nguyên trên cả từ đất cát lần đất lúc nước nuôi rất là môi trường sạch sẽ, đầu tiên nó sạch sẽ. Chăn nuôi môi trường sạch sẽ thì cũng tạo ra gà ít bị gà lợn ít bị mầm bệnh là không có ít. Mình làm cho theo kiểu mô hình cho kỹ thì nuôi vẫn thành công, giống như một trang trại lớn đó. Thấp thì tới đến vì nó sẽ vì trên đất cát tôi thành lời tôi càng lên càng nhân rộng mô hình. Lúc này tôi cảm nuôi mấy mô hình của sở thì tôi cảm thấy được, sau này tôi cũng nhân rộng thêm để nuôi thêm cho thêm cái mô hình để nhận lời cao sản lượng về gia đình. Đặc biệt từ tháng 4 năm 2014, trang trại của anh Tùng là trang trại đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã áp dụng mô hình nuôi lợn trên đệm sinh học. Đây là mô hình có nhiều lợi ích đối với người chăn nuôi, đó là giảm công nghệ vệ sinh chuồng trại hàng ngày, giảm chi phí phòng trừ bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường. Từ thành công của mô hình nuôi lợn trên đệm sinh học tại trang trại của anh Tùng, hứa hẹn sẽ mở ra hướng đi mới trong việc chăn nuôi trên địa bàn huyện Quảng Bình nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung trong thời gian tới. Đánh giá rất cao cái mô trang trại của anh Tùng và sắp tới thì nếu mà về diện tích trên địa bàn xã nên đất cát thì hoa quả cũng rất nhiều, thì xã thì có những chủ trương khuyến khích những hộ làm ăn trang trại. Thì đây là cái trang trại anh Tùng là một trong những trang trại để đào ủy ban xã nhân rộng trên địa bàn toàn xã. Với hướng phát triển đúng đắn và hiệu quả cùng với sự mạnh dạn trong việc đầu tư của các hộ gia đình, hy vọng rằng mô hình trang trại chăn nuôi trên cát sẽ tạo nên bước đi vững chắc cho ngành chăn nuôi huyện Quảng Ninh nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 25 ngày 26 tháng 9, khu vực miền núi mới thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m. Dự báo thời tiết đêm mai 6 ngày 27 tháng 9, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.